Liên quan đến công tác hỗ trợ các doanh nghiệp tự xét nghiệm cho shipper, chiều ngày 22 tháng 9, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vào hôm qua, ngày 21 tháng 9, Sở này đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức hướng dẫn xét nghiệm cho 34 doanh nghiệp giao hàng công nghệ. Cũng trong tối qua, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã tập huấn cho các doanh nghiệp cách thức cập nhật dữ liệu xét nghiệm lên phần mềm ứng dụng y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hôm nay, các doanh nghiệp đang làm quen với sử dụng tài khoản và cập nhật thông tin xét nghiệm lên hệ thống. Chiều nay, Sở Công Thương đã nhận 63.000 kit test từ HCDC và sẽ bàn giao cho các doanh nghiệp quản lý shipper để tự tổ chức xét nghiệm. Kit test này do thành phố cấp trên cơ sở số lượng đăng ký của shipper với Sở Công Thương theo nguyên tắc mẫu gộp 3 người, 3 ngày trên lần. Theo ông Phương, từ khi số lượng shipper tăng lên, dẫn tới việc quá tải của các điểm xét nghiệm tại các địa bàn, các sở ngành đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố và bản thân của các doanh nghiệp đề xuất để được tự tổ chức xét nghiệm.